Thi hiện tại tiếp diễn là thi như thế nào các bạn? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại thi hiện tại tiếp diễn nha. Lâu lắm rồi, từ thời đi học tới giờ không không học nên nó quên. Các bạn đi làm hoặc là những bạn mà lâu rồi không luyện ấy, thì cùng với mình nghe cô giáo giảng bài nha. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe trong cái ứng dụng Easy Class này nhé. Sẽ có cô giáo giảng cho chúng ta. Bắt đầu thôi. Chào các em. Ở bài học hôm nay chúng ta sẽ Xem cùng nhau tìm 1080 hiểu cho nó về nét thì nha hiện các bạn. tại tiếp diễn (Present Continuous Tense). Nội dung sẽ gồm hai phần chính: cách dùng và cấu trúc câu. Trước hết, cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn có thể được chia làm hai thời điểm: hiện tại và tương lai. Tại mỗi thời điểm thì lại có những cách sử dụng riêng biệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Ở thời điểm hiện tại tiếp diễn có thể được dùng để miêu tả những hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Actions at the present moment. Dấu hiệu để nhận biết bao gồm những trạng từ chỉ thời gian như là now, at the moment, at the present, currently hay presently. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng hiện tại tiếp diễn nếu trong câu có một số những cụm từ mang tính chất mệnh lệnh như là look, watch out hay listen. Ví dụ, trong câu 1, kem có now là dấu hiệu để nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Và câu 2 có watch out. What are you doing now? Bạn đang làm gì vậy? I'm sitting on the sofa. It's raining outside. Tôi đang ngồi trên ghế sofa. Bên ngoài trời đang mưa. Câu 2. Watch out. The bus is coming. Hãy cẩn thận. Xe buýt đang tới đấy. Hiện tại tiếp diễn có thể dùng để miêu tả những sự việc đang biến đổi. Changing situations. Dấu hiệu để nhận biết cách sử dụng này là những từ đặc trưng của cấu trúc so sánh. Ví dụ đầu tiên thì các em có more and more là cấu trúc so sánh của much và many đi với danh từ people. Và ví dụ thứ hai là better. Đây là tính từ được so sánh từ tính từ good. Và vì vậy cho nên các động từ move và get trong các câu này được dùng ở hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn còn có thể được sử dụng để miêu tả những sự việc mang tính chất tạm thời. Temporary situations. Dấu hiệu để nhận biết bao gồm những trạng từ chỉ thời gian như these days, thời gian này, for the time being, tạm thời, today, hôm nay, this week, tuần này, this month, tháng này. Ví dụ, it's summer holiday, so Jack is traveling to many countries and visiting a lot of places this month. Trong câu chúng ta có this month là dấu hiệu để nhận biết. Và vì vậy nên các động từ travel và visit đều được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả những sự vật, những sự việc mang tính chất tạm thời. Hiện tại tiếp diễn còn có một cách sử dụng tại thời điểm hiện tại, đó là miêu tả những thói quen gây phiền phức, annoying habits. Dấu hiệu để nhận biết cách dùng này là những trạng từ như always, forever, constantly. Đây có thể được coi là những trạng từ chỉ tần suất, liên tục. Và ví dụ đầu tiên, the child is constantly breaking things. Đứa trẻ thì liên tục làm vỡ đồ đạc. My sister is always leaving the door open. Chị gái tôi lúc nào cũng để cửa mở. Đây là những thói quen gây phiền phức cho người nói. Và vì vậy các động từ break và leave đều được dùng ở hiện tại tiếp diễn. Cuối cùng, tại thời điểm tương lai, hiện tại tiếp diễn có thể dùng để miêu tả những kế hoạch cố định, fixed future plans. Và đây thường là những kế hoạch mang tính chất cá nhân. Dấu hiệu để nhận biết cách dùng này có thể là những trạng từ chỉ thời điểm tương lai như là tonight, tomorrow, this weekend, on Saturday. Ví dụ, we are going to the cinema tonight. I'm visiting my grandparents this weekend. Với sự xuất hiện của các trạng từ tonight và this weekend, cùng với ý nghĩa của câu miêu tả những kế hoạch của cá nhân mang tính chất cố định, thì chúng ta sẽ chia động từ go và visit ở thì hiện tại tiếp diễn.
Như vậy các em vừa mới hoàn thành phần số 1 và tìm hiểu về cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn tại hai thời điểm hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2. Cấu trúc câu. Hiện tại tiếp diễn có thể được sử dụng ở các loại cấu trúc câu căn bản, khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở thể khẳng định, affirmative. Hiện tại tiếp diễn được dùng trong cấu trúc chủ ngữ cộng với to be ở hiện tại và động từ thêm đuôi ing. Cách sử dụng của to be thì lệ thuộc vào chủ ngữ và các em có thể nhìn thấy I thì đi với am, you, we, they hoặc danh từ số ít đi với are, he, she, it và danh từ số ít cùng với danh từ không đếm được thì sẽ đi với is. Như các em có thể nhìn thấy các ví dụ ở cột bên phải. I'm waiting for the bus now. The children are having dinner at the moment. She's forever losing her keys. Ở phần này các em cần phải lưu ý cách thêm đuôi ing sau động từ. Ngoài cách thêm ing thông thường thì chúng ta có 4 nguyên tắc đáng lưu ý. Nguyên tắc thứ nhất, khi động từ có kết thúc bằng một chữ e thì các em cần phải bỏ e trước khi thêm đuôi ing. Ví dụ, take, make hay skate. Tuy nhiên nếu động từ mà kết thúc bằng hai chữ e như là see và free thì các em chỉ cần thêm ing ở sau dạng nguyên thể của động từ. Nguyên tắc thứ hai, động từ một âm tiết tận cùng là nguyên âm và phụ âm thì các em sẽ nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm đôi ing. Trong các trường hợp như get, swim, skip, ski. Tuy nhiên nếu như phụ âm cuối là các âm là các chữ cái h, w, x, y thì các em chỉ cần thêm đuôi ing theo nguyên tắc thông thường như trong play hoặc fix. Nguyên tắc thứ ba, động từ hai âm tiết với trọng âm rơi vào âm tiết cuối và tận cùng là nguyên âm và phụ âm thì các em cũng cần phải nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi ing như trong các động từ prefer, forget. Các em cần lưu ý với động từ travel. Đây là động từ đặc biệt vì chúng ta có thể nhân đôi phụ âm cuối hoặc không. Mặc dù travel có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tiếng Anh thì thường thêm đuôi thường nhân đôi phụ âm cuối l và trong Anh Mỹ thì lại không nhân đôi. Nguyên tắc cuối cùng, nếu động từ có tận cùng bằng đuôi y ngắn và e thì các em cần phải đổi đuôi này thành y dài trước khi thêm đuôi ing như trong hai động từ lie và die ở trong bảng. Dạng câu thứ hai là câu phủ định. Trong câu phủ định thì các em theo nguyên tắc thêm not vào sau động từ to be được chia ở hiện tại. Với I thì chúng ta dùng với am not. You, we, they hoặc danh từ số ít, các em có are not và he, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được thì các em có is not. Chúng ta lưu ý cách viết tắt của are not thành aren't và is not thành isn't. Loại câu cuối cùng là thể nghi vấn. Với cấu trúc câu nghi vấn thì các em theo cấu trúc đảo với động từ to be được đảo lên trước chủ ngữ. Nếu như trong câu có từ để hỏi thì các từ để hỏi này được đặt lên đầu câu. Như trong ví dụ ở cột bên phải. Ví dụ thứ nhất và thứ hai có who và what là từ để hỏi được đặt lên trước, đặt lên đầu câu. Sau đó là động từ to be, am, are, rồi tới chủ ngữ. I, you và động từ doing, traveling, doing. Câu thứ ba không có từ để hỏi thì các em đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Is the baby sleeping now? Và đây là câu hỏi yes, no. Khi trả lời thì các em sẽ sử dụng yes và no. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng tới một đại từ thay thế cho chủ ngữ bên trên nếu chủ ngữ là một danh từ. Trong trường hợp này các em có the baby là một danh từ và khi trả lời yes no thì các em cần phải chuyển the baby thành một đại từ she.
và theo sau đó là động từ to be, is hoặc isn't trong thể khẳng định và phủ định. Đó là cách cấu thành câu của thì hiện tại tiếp diễn ở ba dạng khẳng định, phủ định và nghi vấn. Trước khi kết thúc video này thì cô muốn các em cùng tìm hiểu về một số những động từ mà không thường được dùng ở hiện tại tiếp diễn. Thứ nhất là những động từ miêu tả cảm xúc, emotions, như dislike, love, like, hate, need, prefer, respect, want. Ví dụ, I need to travel by bike more often now. Mặc dù now là một dấu hiệu để nhận biết hiện tại tiếp diễn, nhưng động từ need miêu tả về một cảm xúc nhu cầu nên chúng ta không thể nào dùng là I'm needing được. Hiện tại tiếp diễn cũng không được dùng với những động từ miêu tả nhận thức, cognition, như là believe, forget, know, mean, think, understand hay remember. Ví dụ, I believe that she is telling the truth. Động từ believe cũng không thể dùng thành I'm believing. Trường hợp thứ ba, động từ miêu tả sự sở hữu, possession, như là have, belong, own, possess, contain. Ví dụ, her parents possess a lot of houses. Động từ possess, sở hữu, cũng không thể dùng thành are possessing. Cuối cùng là những động từ chỉ giác quan, senses, cũng không dùng ở hiện tại tiếp diễn. Hear, feel, look, see, smell, taste. Trong ví dụ, the steak that my mother is cooking looks great. Các em không thể dùng động từ look thành is looking, bởi vì từ look ở đây là miêu tả giác quan. Câu này chúng ta có thể dịch là món bít tết mà mẹ tôi đang nấu thì trông rất là hấp dẫn. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc câu và cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn, cùng với một số lưu ý về các động từ không thể dùng ở thì này. Cô sẽ hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập liên quan tới thì này nhé. Bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Rồi, cô giáo giảng rồi thì mình thấy là cái thì này cũng hơi khó đúng không các bạn? Hơi khó hơn đúng không? Chia các kiểu rồi thêm in các kiểu, nhiều quy tắc kinh luôn ấy. Nhưng mà theo mình thấy thì trong thực tế thì những người mà làm về xã hội ấy các bạn, về xã hội ấy, về ví dụ như là văn học hay là báo chí gì đó các bạn, thì dùng nhiều cái thì này. Còn lại trong đa số các lĩnh vực khác thì ít dùng cái thì này các bạn. Tại vì cái thì mà hiện tại tiếp diễn này nó liên quan đến con người ấy, các bạn. Liên quan đến con người là nhiều nhất nha các bạn. Nên là những người mà liên quan đến xã hội thì mới dùng nhiều. Còn những người mà về kỹ thuật, về khoa học, về những cái lĩnh vực khác thì gần như là không dùng nha các bạn. Chỉ dùng thì hiện tại đơn thôi. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đọc thêm về phần lý thuyết của nó để ôn lại những gì cô nói nha. Theo cái góc độ là của mình nha, cái lời của mình nha, mình đọc các bạn nghe nha. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay là xung quanh thời điểm chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt và còn tiếp tục diễn ra nha các bạn. I am writing, hay là ví dụ như mình đang reading cho các bạn nghe này, hoặc là I am learning là mình cùng học với các bạn này. Đấy, và present là ở chỗ này, nó cũng là thì hiện tại tiếp diễn thì nó cũng là hiện tại nhưng mà nó còn đang diễn ra. Còn thì hiện tại đơn ấy, thì là nó là hiện tại thôi, những cái điều hiển nhiên thôi. Và những cái kế hoạch thằng này thì dùng cho những cái kế hoạch mà sắp diễn ra hoặc là cố định đó các bạn. Và như lúc nãy mình học thì hiện tại đơn thì mình thấy là nó là dùng để chỉ cảm xúc đúng không các bạn? Cảm xúc giác quan, nên là cảm xúc giác quan thì không dùng cho thằng tiếp diễn này nha. Rồi, mình nói thằng này dùng cái này thì thằng kia không dùng nữa các bạn. Cách sử dụng: diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ mẹ tôi thì đang nấu ăn. My mom is cooking at the moment. Hoặc là they moment trời nha các bạn, đọc phải có chữ trời nha. They are playing video game.
phải xì vô đó nha. Rồi 2.1 rồi này, 2.2 nha. Diễn tả một hành động hoặc một sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thật sự diễn ra ngay lúc nói các bạn ạ. Đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay lúc nói. Ví dụ, he is running a project. Nghĩa là một cái gì đó nó không phải physical các bạn ạ. Nó không phải vật lý mà nó là một cái hiện tượng, một cái chuỗi sự kiện gì đấy. Nó đang diễn ra. Một project là một cái lớn lắm, một cái rất lớn các bạn. Nên là có khoảng thời gian nó diễn ra rất dài và nó không nhất thiết là phải, nó không phải là cái lúc nói nó mới diễn ra nha các bạn nhé. Anh ấy không nhất thiết phải đang chạy dự án ngay lúc nói, mà nói chung anh ấy đang chạy một dự án trong thời gian này. Ví dụ, I am up to my cái từ này có vấn đề à. Dạo này tôi bận tối tăm mặt mũi, tôi đang viết khóa luận tốt nghiệp. I am up to my eye lately. I'm writing my graduation thesis. Có nghĩa là cái câu này là nó, cái việc viết luận văn đó các bạn, là nó cả một học kỳ các bạn ạ. Nó rất là dài các bạn. Nên là vừa nghiên cứu vừa viết thì nó rất là dài. Nên là không có thể dùng từ tiếp diễn được nha các bạn. Rồi, diễn đạt một hành động sắp diễn ra trong tương lai gần. Trong tương lai gần, ví dụ ngày mai mình định làm gì đấy, mình định đi shopping, mình định đi bơi chẳng hạn, ngày mai, thì mình dùng từ verb in thôi. What are you doing tomorrow? Cái trường hợp này thì theo mình thì vẫn có thể dùng được thì hiện tại tương lai đơn nha các bạn. Thì tương lai đơn mình sẽ học sau. Ví dụ như winter is coming. Cái này thì nó gọi là nó sắp diễn ra nhưng mà nó cũng theo kế hoạch rồi các bạn. Nó theo kế hoạch rồi nên là dùng thì tiếp diễn nha các bạn. Rồi, diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình. Tạm thời mình dừng lại tí nha các bạn, trời mưa to quá. Ok, mình tiếp tục nha các bạn. Quay lại đây, mình đã nói tới đâu rồi nha. Diễn tả một hành động thông thường, một hoạt động thường gặp, thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ always, continuously. Đấy, ok, tập tiếp nha. She is always coming late. Cô ấy toàn đến muộn. Ok, một sự bực mình ấy. Thì cũng dùng thêm in các bạn. Cái này lạ nha các bạn. Cái này ít dùng này các bạn này. Đấy. He is always borrowing our book and then doesn't remember. Anh ấy thường xuyên mượn sách của chúng tôi và không bao giờ chịu trả cả. Đổi thành mượn tiền thì có vẻ đúng hơn các bạn ha. Mượn tiền hay quên lắm. Diễn tả một cái gì mới đối lập với tình trạng trước đó. What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? What sort of music are they listening to? Nghĩa là diễn tả một cái gì đó mới đối lập với tình trạng trước đó. Nói thật là những cái này chả ai mà nhớ nổi các bạn ạ. Đọc theo thói quen, sau này các bạn, bây giờ các bạn học lý thuyết thì các bạn nhớ lúc đó thôi. Sau này nó quên hết. Tiếp tục nè. These days most people are using email instead of writing letters. Ngày nay thì mọi người dùng email hết, hoặc là chat chít chứ không ai là dùng cái gì các bạn. Viết thư tay đúng không nào? Dùng để diễn tả một cái gì đó thay đổi và phát triển hơn. Your son is growing quickly. My English is improving. Đấy. Cũng hay đúng không các bạn? Rất là hay. Cấu trúc gì nhỉ? Subject. Tiếp tục công thức hiện tại tiếp diễn, khẳng định. Thì động từ cái gì cũng vậy các bạn. Chủ ngữ cộng động từ cộng chủ ngữ cộng to be cộng động từ nha các bạn. Hiện tại mà. Hiện tại thì phải có to be rồi. Hiện tại là to be là của hiện tại đơn đúng không? To be cộng động từ thì là hiện tại đơn. Mà thêm chữ in nữa là thành hiện tại tiếp diễn. Dễ vậy đó các bạn. Dễ ẹt luôn á. Rồi, tương tự như vậy chúng ta cần có chú ý một số ví dụ này. He is watching TV now. Có nghĩa là anh ấy đang xem TV bây giờ. I am listening a music. Có nghĩa là music.
Có nghĩa là đang nghe nhạc. They are studying English now. Có từ now thì là hiện tại tiếp diễn này. I am, he, she, it thì là đi với is. We, you, they thì là đi với are. Cấu trúc chủ ngữ cộng động từ to be cộng not cộng verb in. Thì phủ định thì thêm cái chữ not sau cái chữ động từ to be thôi. Nhớ vậy đơn giản, không có nhớ cả cái cấu trúc làm gì chỉ cho nó mệt. Bởi vì cái chuyện mà chủ ngữ cộng cộng với to be cộng động từ của thì hiện tại đơn là nó là muôn năm rồi đúng không các bạn? Ai cũng nhớ cái đó rồi. I am not working now. Tôi không có đi làm bây giờ. Thì có thể nó cách nói khác nha các bạn. I am staying home now. Ví dụ như mình nói thế. Stay at home now nha. He isn't watching TV now. Có nghĩa anh ấy không xem phim vào lúc này. Thì có thể nói đơn giản là he is cooking now. Okay. Thay vì nói phủ định thì mình nói việc anh ấy đang làm đi. Nói anh ấy không làm, làm gì. Đúng không? I'm not là không có dạng viết tắt nha các bạn. Chỉ có các trạng từ chỉ thời gian. Ủa tới chưa ta? I'm not in. I'm not thì không viết tắt, nhưng mà in not thì viết tắt nha. Are not cũng viết tắt, cũng giống như hiện tại đơn vậy đó. Rồi về nghi vấn thì sao? Thì nghi vấn thì ngược lại thì đổi to be ra đằng trước động từ, ra chủ ngữ ra đằng sau rồi tới động từ thôi các bạn. Ví dụ are they studying English? Những cái này các bạn đọc thành thói quen, các bạn không có nhớ công thức nổi đâu mà cũng chả nhớ để làm gì nha các bạn. Cứ đọc nó thành thói quen. Are they studying English? Nó trở thành một cái lối mòn trong cái suy nghĩ, cái não của mình rồi. Không phải nhớ. He going out with you. Nghĩa là anh ấy có đi ra ngoài với bạn không? Are you doing your homework? Cái này là doing your homework là động từ thường nha các bạn. Are you doing... trong trường hợp này nó là hiện tại diễn nên to be. Có to be rồi. Rồi, quý vị trả lời sao? Người ta trả lời là yes, I am. Yes, he, she, is. Yes, he, is. Yes, she, is. Yes, it, is. Yes, they are. Yes, you are. Yes, we are. Nếu mà trả lời no thì no. No, I'm not. No, he isn't. She isn't. It isn't. No, we aren't. We aren't nha các bạn. You aren't. They aren't. Quá dễ luôn. Đối với các câu hỏi thì cho chỉ việc đảo động từ to be lên trên trước chủ ngữ là được. Câu hỏi đó các bạn. Nghe này, ví dụ như câu hỏi này. Bình thường là they are studying English đúng không? Ví dụ anh ấy đang học tiếng Anh đúng không? Ngược lại thì chúng ta nói là are they are là đổi thành từ phủ định sang ấy rồi đó. Sang câu để hỏi rồi. Về cái dấu hiệu nhận biết thì cái trạng từ chỉ thời gian này. Now, right now, at the moment, at present. Cái từ at present. At một cái giờ cụ thể đó, at 12 o'clock chẳng hạn. I go home ví dụ như là it's raining now, hoặc là I'm not working at the moment. Trong câu có các động từ look, listen, keep silent là những cái động từ chỉ mệnh lệnh đó các bạn. Thì nó phải diễn ra ngay lúc đó được. Look, the train is coming. Listen, someone is crying. Hoặc là someone asked for help. Nghĩa là có người họ đang kêu gọi giúp đỡ đó các bạn. Rồi, keep silent. The baby is sleeping. Thêm, cách thêm in nha, verb in. Cái này khó nhớ nè. Động từ là verb, verb in đơn giản như là động từ thêm in nha các bạn. Khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc các thì tiếp diễn khác, chúng ta thường sử dụng verb in. Trong tiếng Anh người ta quy ước động từ cộng verb in bằng là đang diễn ra hành động đó. Ví dụ như eating. Eating có nghĩa là đang ăn. Thông thường ta chỉ cần cộng thêm in vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau. Ví dụ như từ có e thì e cuối thì đổi e thành in đúng không? Bỏ e đi nha. Writing, typing. Từ này này đọc sao các bạn? Đọc là typing nha các bạn. Coming. Okay, à. Tặng cùng là hơi chữ E thì ta không bỏ E mà vẫn giữ nguyên nha các bạn. Thêm verb in bình thường. Với động từ có một âm tiết tặng cùng và một phụ âm. Ta
trước là một nguyên âm. Cái câu trước là một nguyên âm, cái chỗ mà một âm tiết này các bạn cũng chả nhớ các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ là cứ một phụ âm với một nguyên âm phía trước nó là chúng ta gấp đôi cái phụ âm ấy lên nha. Ví dụ như stopping, getting, putting nha các bạn. Đấy, being này, beginning này, begin là nguyên hai âm tiết nha các bạn. Begin là hai âm tiết nha. Traveling cũng gấp đôi lên. Preferring, permitting, cứ cái thằng cuối cùng là phụ âm, cái thằng trước nó là liền trước cái thằng cuối cùng đó là nguyên âm thì chúng ta cứ gấp đôi nó lên là được. Một âm tiết hay hai âm tiết gì cũng thế luôn. Với động từ tận cùng là ie, ta đổi ie thành y dài và thêm yên. Cái này hơi lạ nha các bạn. Ví dụ như lie này, lie in, die là die in. Hơi này nó đặc biệt lắm. Tiếng Anh chắc chỉ dùng mỗi hàng này, chứ chả có cái động từ nào khác cả mà như này cả. Nguyên tắc này, nguyên tắc đặc biệt thì nhớ luôn các bạn ạ. Appear, believe. Tuy nhiên một số động từ chúng ta không thể chia hiện tại tiếp diễn. Ví dụ như là xuất hiện hoặc là believe hoặc là tin tưởng thì nó là cái thứ cảm giác rồi, thuộc về suy nghĩ rồi. Belong thuộc về contain là chứa đựng. Depend là phụ thuộc nghe không? Forget là quên. Hate là ghét. Hope, hy vọng. Now là biết. Lack là thiếu một cái gì đó. Like là thích. Love là yêu. Mean nghĩa là ý nghĩa. Need cần. Prefer, realize, remember, seem. Seem là dường như các bạn. Sound, suppose nha các bạn. Taster nha các bạn. Cái từ này hơi khó đọc các bạn, đừng có đọc taster, taster nha. Taster nha các bạn. Taste. Cái chữ I này nó phiên âm là ee nha. Ee nó đọc là taste. Taste. Understand, want, wish. Ok chưa? Rồi chúng ta nhớ vậy thôi. Ok. Tạm thời mình nhớ là những cái từ này là không dùng thêm in nha.